Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của xe điện Motor Điện, kênh video chuyên về phụ tùng 4 bánh, 3 bánh và tất cả các loại đồ chế xe 2 bánh cũng có luôn. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ xe 3 bánh điện chuyên dụng chở hàng, xe chở rác và tất cả các loại xe chở hàng đặc biệt. Với cái bộ phụ tùng xe chở điện này có mang sức tải trung bình khoảng 700 kg, tương đương với lại khoảng 7 tạ. Bộ này nhắm đến những cái bộ phụ tùng này nhắm đến những cái đối tượng chở hàng tốc độ vừa phải, không nhanh các bạn nhé, tốc độ vừa phải. Nó rất phù hợp như kiểu là chở hàng đi bán hàng rong tốc độ chậm, hoặc là đi thu gom rác tốc độ chậm, hoặc là chở hàng trong nhà xưởng tốc độ chậm. Nói chung nó không phục vụ các bạn sử dụng với tốc độ cao, nhưng nó rất là khỏe và ăn rất là nhẹ điện các bạn ạ. Đây chính là mục đích của cái bộ phụ tùng như vậy nhé. Còn nếu các bạn muốn nhanh mạnh khỏe thì nó không đáp ứng cho các bạn ở cái bộ này. Bộ này mình chỉ đáp ứng cho các bạn là tốc độ vừa và chậm. Đấy. Và các bạn khi mua hàng thì lên mua đúng cái mình cần thì giá thành nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc các bạn mua một cái bộ phụ tùng tốc độ cao nhưng mà mình lại chạy chậm. Thường thì càng tốc độ nhanh thì nó lại càng yếu nếu như cùng công suất động cơ. Vì vậy là các bạn lưu ý khi chọn hàng, chọn đồ sao cho nó phù hợp. Và cái bộ này thì mình nhắm đến cái đối tượng chủ yếu là làm những cái xe chở rác, xe vệ sinh môi trường, hoặc là xe chở hàng trong nhà xưởng, xe đi bán hàng rong, thì những cái xe đấy nó không cần tốc độ cao. Tất cả những cái bộ phụ tùng như trong video này thì được trang bị cấu hình rất là mạnh để cho các bạn có thể chịu tải tốt. Với một cây cầu là có chiều rộng 90 cm, và có khi lắp bánh lên thì nó tương đương với khoảng 1 m. Trang bị của bộ này là động cơ 60V 1300W rất là khỏe, và hộp số cầu có tỷ lệ truyền là 1/32, rất là chậm và rất là khỏe luôn. Một đôi nhíp thì dài 90 cm, nhíp 5 lá các bạn ạ, nhíp 5 lá dài 90 cm và bản rộng là 7 cm nhé, bản rộng là 7 nhé. Với những cái nhíp trên thị trường hiện nay thì thường thường sẽ là nhíp bản rộng 5 cm đấy, còn loại này thì nó cũng 5 lá thôi nhưng bản của nó đến 7 cm. Và tất nhiên thì bản rộng hơn thì lực nó sẽ lớn hơn so với cùng loại, và chiều dài nhíp càng dài thì độ êm càng cao. Các bạn có thể sử dụng nó với cái mục đích chở 5 đến 7 tạ là bình thường so với bộ này. Và tiếp theo nữa là đến cái cặp bánh. Bánh ở đây thì mình trang bị cho cái bộ bánh này là cặp bánh là 500-12. Đây. Đây là cặp bánh 500-12. Thì cặp bánh này là cặp bánh sử dụng ốc là 5 ốc. Các bạn cũng có thể sử dụng loại bánh như 450-12, tất nhiên thì giá thành là bằng nhau thôi. Thì mình khuyên các bạn nên dùng luôn 500-12 cho nó khỏe. Với cái cặp bánh này thì sức tải khoảng hơn 1 tấn thì không làm cho cái cặp bánh này có thể hỏng được. Đấy, sức tải của cái cặp bánh này là hơn 1 tấn cũng không vấn đề gì hết. Đấy. Tiếp theo thì đến cái bộ giảm sóc trước đây các bạn này. Đây là bộ giảm sóc trước. Bộ giảm sóc trước thì rất là to. Bộ này thì như các bạn nào mà đã từng làm xe học tiếp xúc với những dòng xe chở gạch ở trong những cái lò gạch thì các bạn biết rồi đấy, cái giảm sóc này là chịu tải của nó hơn 1 tấn các bạn nhé. Bộ giảm sóc này là hơn 1 tấn. Ở đây mình có trang bị đầy đủ cho khách hàng cả vòng bi và ống cổ bi. Khách hàng về nhà thì không phải đi tiện nữa mà chỉ hàn thôi. Nói chung trong cái bộ 3 bánh này thì khách hàng không phải gia công nữa, chỉ việc đi tiện thôi.
Bộ này thì có cái bánh trước được sử dụng ở đây là bánh 400 trừ 12 các bạn ạ. Bánh trước là bánh 400 trừ 12, đường kính bánh là 50 cm nhé. Còn đối với cái bánh 500 trừ 12 như bánh này thì đường kính của nó là 52-53 cm. Bộ càng này cũng có may ơ này, đầy đủ tay lái đây, và mặt táp lô đồng hồ hóa. Đây là bộ điện chính của hệ thống này. Đây có công tắc tiến lùi này, công tắc nhanh chậm này, công tắc đèn pha cốt này, còi này, và một cái bộ điều khiển công suất 1300W này, một cái còi để khi ta lùi này. Và cái bộ này thì cũng không thể thiếu bộ phụ kiện phanh chân và phanh tay của nó được. Đây chính là bộ phụ kiện phanh chân phanh tay. Bộ phụ kiện có cả đũa phanh này, các bạn về nhà chỉ làm thôi. Đây là phụ kiện nhíp. Bạn nào đã từng mua hàng nhà mình rồi thì các bạn sẽ đều biết rằng phụ kiện nhíp nhà mình là rất đẹp, và tất cả các phụ kiện đều rất đẹp nhé. Đây phụ kiện là phanh tay phanh chân, tất cả là đều là hàng chuẩn luôn, không phải chế cháo gì hết, không phải là hàng gia công, không phải là hàng chế, tất cả đều rất là đẹp. Tiếp theo thì bộ này trang bị đến một cái bộ sạc. Bộ sạc này là sạc dung lượng lớn này, với những cái bình từ 80A đến 200A, và nó có thể sạc cho 5 bình cùng một lúc các bạn nhé. Đấy thì với những cái dòng này thì yêu cầu nó tùy theo cái số lượt đi trong ngày, nhưng theo mình tư vấn thì lên sử dụng bình tối thiểu là từ 70A trở lên để cho đáp ứng được yêu cầu chạy cả ngày, thì tối thiểu phải từ 70A trở lên, rắc sạc là đi kèm luôn. Cây cầu thì là cầu 90 và cái đường kính tăm bua của cái cầu này là đường kính 200 các bạn ạ. Đường kính 200 nhé. Đường kính 200 thì nó rất là phanh, thì nó ăn hơn rất nhiều so với những cái dòng mà cầu bé như kiểu là đường kính 60, 160 hay là đường kính 130, đường kính 180. Thì với những cái phanh có cái tăm bua lớn như đường kính 200 trở lên thì cái độ ăn của phanh là nó ăn hơn nhiều. Khi bóp phanh là nó ăn hơn so với này những cái cầu có tăm bua nhỏ. Đấy các bạn là lưu ý, và nó là cầu 5 ốc các bạn nhé. Đây là cầu này, hộp số liền cầu này. Hiện tại thì bên mình chỉ có dòng cầu này là cầu dài 90 thôi. Thì đa số là xe thì người ta cũng làm tầm 90. Thì lắp bánh lên thì nó là 1 mét là nó vừa khổ. Cho nên là cái này nó thông dụng, cho nên là bên mình thường thường là sử dụng cầu 90. Đối với những cái nhu cầu đặc biệt thì các bạn đặt loại ngắn hơn thì cũng có, nhưng nó chỉ có dài nhất là 90 thôi. Nó chuyên dụng chở hàng thôi. Và đặc biệt nữa là khi các bạn mua hàng bên em thì tất cả những cái thiết bị điện đóm nhá, mình đều đấu lối sẵn, đóng gói lại cho các bạn rất là cẩn thận. Các bạn về chỉ việc là sử dụng thôi, không phải lo không biết đấu. Tất cả các bạn nhé, tất cả khách hàng khi mua hàng bên em thì đều được đấu lối sẵn và được hướng dẫn đấu lối cho đến khi dùng được. Thường là bên em đấu sẵn tất cả phần hệ thống điện, cho nên từ những các bạn không biết gì về điện, chỉ biết hàn xì hoặc là có thể làm được xe rồi, bên em sẽ hướng dẫn đến nơi đến chốn. Đấy, kể cả như những cái ống bi này là có sẵn rồi, cho nên là các bạn không phải việc về nhà loay hoay về hàn tiện bao nhiêu, nó đều có hết rồi. Và các bạn có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955. Mọi chi tiết về giá thành sản phẩm xin vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0983 818 955.
bộ xe ba bánh điện chở hàng và chở rác là bên em sẽ báo giá cho các bạn cái vụ này nhé. Khách hàng hay các bạn nào chưa đăng ký kênh của em thì các bạn nhớ đăng ký kênh dùm. Việc đăng ký kênh này nó hoàn toàn miễn phí và các bạn bật cái chuông thông báo lên để nhận được cái thông báo ngay khi có video mới đăng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn và những khách hàng đã mua hàng ủng hộ shop trong thời gian qua.